Nếu chúng ta nói đến Phú Quốc thì bảo tàng cội nguồn là cái hồn của đảo Ngọc. Phú Quốc còn có biệt danh là một quốc gia thu gọn, vì ở Phú Quốc, người dân của 63 tỉnh thành đều có mặt và sinh sống ở đây. Nên thành phố Phú Quốc hiện nay rất đa dạng về sắc thái văn hóa của 54 dân tộc anh em. Điều rất ngạc nhiên khi du khách đến với Phú Quốc đó là nhà rông Tây Nguyên mọc lên ở giữa nơi đầu sóng ngọn gió. Nhà rông và các sơn nữ cùng các chàng trai dũng mãnh của núi rừng với tỷ lệ thực hòa mình với khu sinh thái suối chanh giữa lòng thành phố. Nhà rông là một di sản văn hóa gắn liền với lịch sử cư trú của các dân tộc bản địa Tây Nguyên. Với lối kiến trúc đặc trưng này thường được tập trung ở phía Bắc Tây Nguyên, đặc biệt ở hai tỉnh Gia Lai và Kon Tum, là một tác phẩm nghệ thuật bao gồm điêu khắc và hội họa. Nhà rông là nơi trung tâm sinh hoạt của cộng đồng và cũng là một bảo tàng lưu trữ những hiện vật lịch sử của buôn làng như còng, chiêng, trống, vũ khí, v.v. Theo tín ngưỡng của các dân tộc Tây Nguyên, đây là nơi khí thiêng của đất trời hội tụ, là trụ sở bộ máy quản trị đầy uy quyền, chế ngự cả không gian và thời gian để khẳng định lãnh địa của buôn làng. Những buôn làng có thu nhập cao, họ xây dựng đến hai nhà rông trống và nhà rông mái nhỏ có mái thấp dành cho phụ nữ và nhà rông trống dành cho đàn ông có quy mô lớn hơn. Mỗi dân tộc Tây Nguyên đều có kiểu nhà rông khác nhau và được chia thành 4 loại. Kích thước nhà rông nhỏ và thấp nhất là của người Dẹt Triên. Ngôi nhà rông cao vút là của dân tộc Xê Đăng. Nhà rông có mái mảnh dẹp như lưỡi rìu là của người Gia Rai. Nhà rông đường nét mềm mại và thường có những ngôi nhà sàn xung quanh là của dân tộc Ba Na. Điều chung nhất của các ngôi nhà rông là được xây dựng ở nơi trung tâm buôn làng, nơi có diện tích đất rộng bằng phẳng và thông thoáng. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và con người. Tuyệt tác nhà rông Tây Nguyên Phú Quốc như một kỳ hoa dị thảo, không phải nơi nào cũng có được.